Đây là hình ảnh về màn bắn pháo hoa của quốc tế rất là đẹp và được mình sưu tầm và lấy từ kho ảnh và video của Pixabay. Người ta quay, người ta xây dựng cái công ty này để người ta cung cấp các cái hình ảnh, tư liệu, hình ảnh trang trí để mình thêm vào những video clip của mình, và họ miễn phí, và bên cạnh đó là họ có bán về bản quyền đó nghe các bạn. Thì từ lúc nhỏ cho sinh thời cho đến hôm nay thì nói thiệt với các bạn thì mình cũng chưa có được xem trực tiếp những cái màn pháo hoa được đẹp rực rỡ như thế này. Đây là mang tầm cỡ từ quốc tế nghe các bạn. Đó, rất gì là đẹp, cho nên là mình đưa vào để cho nó có một cái không khí gọi là mùa xuân, Tết đến xuân về, năm mới Quý Mão cũng đã sắp đến gần với chúng ta. Thì trước hết mình xin kính chúc quý vị và các bạn gần xa sang năm mới dồi dào sức khỏe, gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Rất chi là đẹp nha các bạn. Sáng nay là 28 Tết, mình tiếp tục dạo quanh một vòng ở thành phố Quảng Ngãi, ghi lại những cái hình ảnh và chia sẻ để các bạn xa gần được biết về cái không khí chuẩn bị đón Tết nơi đây. Thì hình ảnh mà các bạn đang xem đó là mình quay tại đối diện với bưu điện của tỉnh Quảng Ngãi. Thì ở đây người ta trang trí, bài trí rất là đẹp đó. Và sáng nay trời vẫn lạnh, nhưng cái lượng mưa thì không đáng kể, cho nên là mọi người đã ra bên ngoài đi dạo để chụp ảnh lưu niệm là rất là đông đó. Nhìn cũng vui nhộn rồi đó nghe các bạn. Và đặc biệt hôm nay, năm nay là năm Quý Mão, cho nên là người ta trang trí về những chú mèo, cô mèo, con mèo, nhìn rất đẹp, rất là ngộ nghĩnh. Và những cái hình tượng những cái con mèo này thì đây cũng là tượng trưng thôi nghe các bạn. Hình ảnh thì nó giống như là những con mèo gốm mà do Trung Quốc sản xuất ấy. Mình nhớ vậy, nhưng mà con mèo ở đây là người ta làm hình như hình thôi, bởi vì mình đứng xa cho mình không có tiếp xúc tiếp cận được, như thạch cao đó. Đây là chỉ có biểu tượng, hình tượng tượng trưng là con mèo đó. Chứ còn ở Quảng Trị người ta có một nghệ nhân làm một con mèo phải nói là siêu mèo luôn nghe các bạn, nó đẹp lắm đó. Còn đây thì nhìn những cái con mèo rất là ngộ nghĩnh, những chị, những em, những cô, những thím, rồi các cháu bé nô đùa và lấy cái hình ảnh đó để làm hình nền chụp ảnh lưu niệm, rất là đẹp, rất là vui. Và khí trời hôm nay thì mình thấy nó ấm hơn ngày hôm qua, nhưng mà vẫn lạnh nghe các bạn, đi ra ngoài vẫn còn phải mặc áo ấm đấy. Người ta trang trí, bài trí những vành, những vòng hoa phối màu rất là đẹp, sắc xuân nhìn ấm cúng tình người đó. Như hôm qua đường phố rất vắng, thì mưa to nên các bạn,
Cho nên cái việc đi lại, nhất là về xe máy, xe đạp, người ta đi nó cũng khó khăn. Áo mưa rồi mình choàng rồi mình trùm, chung là đi thấy nó khó lắm. Nhưng mà hôm nay trời không mưa thì thấy cũng tấp nập. Đây là mình đi vòng quanh để mình quay cái chỗ khu vực mà người ta trang trí. Đây là trung tâm của thành phố Quảng Ngãi. Nên các bạn, mình đang đi là phía tay phải. Đây là đường đại lộ Hùng Vương, đi lên khu vực hành chính của tỉnh nhà. Đó, họ trang trí những cái đèn lồng rất đẹp, mang cái tính cổ kính, dân gian, rất đẹp. Từ già cho đến trẻ ra bên ngoài chụp ảnh, tạo dáng, cười khúc khích. Đấy, còn đây là chị mèo hay anh mèo, cô mèo, chú mèo gì không biết, nhưng mà rất gì là vui. Chị ướn một cái này thì chổng cái pháo cao lên trên trời. Không biết thì mèo đó là thế nào. Năm nay có làm ăn phát đạt không chứ mèo lại sao lại ướn một cái vậy. Mình không hiểu luôn. Mà nhìn nó xa xa như cái đồ gốm. Còn đây là một con mèo ở tại Quảng Trị, được một nghệ nhân làm rất chi là siêu đẳng luôn nghe các bạn, như con mèo thật luôn. Đó, và ở đây trên báo chí, trên thông tin người ta cũng nói là cô mèo. Nhìn rất dễ thương, xinh gái, nhìn rất xinh. Và làm như vậy là bằng thạch cao, đồ xốp, rồi bên cạnh đó là phủ những cái lớp lông nhân tạo, và giai đoạn sau là người ta phun sơn, người ta trang trí nha các bạn, rất đẹp. Còn đây là con mèo mướp màu vàng cam xém cháy. Đây là con mèo của Quảng Hồng, chính Quảng Hồng vẽ nghe các bạn. Thì mình vẽ con mèo thì cũng để nói đến là năm nay là năm của nhà mèo. Đây là mèo của Quảng Hồng này, mình vẽ rất dễ thương. Con mèo này thì cũng chưa có lớn lắm đâu, mèo này còn nhỏ. Nhìn mặt mèo là biết ngay. Thôi thì mình nói chuyện mèo cho nó vui. Và sau đây các bạn cùng mình dạo một vòng, một đoạn ở khu vực chợ hoa tại quảng trường Phạm Văn Đồng, tỉnh Quảng Ngãi để cho các bạn biết. Thì lúc nãy mình cũng lướt trên một cái trang báo nào đó, ở tờ báo như báo Lao Động thì cũng có một cái tiêu đề giật tít là chợ hoa lớn nhất ở Quảng Ngãi năm nay vắng khách như chùa Bà Đanh đó, thì các bạn tìm đọc. Còn ở đây thì mình chỉ quay điểm một số hình ảnh thôi. Thì nói chung là năm nay mưa gió kéo dài, trời lạnh, rồi cái việc thu nhập của người dân nó cũng khó khăn. Từ chỗ đó mà dẫn đến cái vấn đề là mua sắm để về trang trí Tết thì nó cũng hạn chế nghe các bạn. Chứ không những là cái gian hàng hoa đâu, nó ế ẩm như thế này đâu. Bên cạnh đó như hàng hóa bánh kẹo, rồi nông sản, rồi thực phẩm, nói chung là vân vân, do cái điều kiện thời tiết. Còn đây là hàng đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp. Đây là những cái đồ cao cấp mà để người ta trang trí ở trong nhà phong thủy. Thì khách cũng vắng lắm nghe các bạn, không thấy ai ấy đấy. Nhưng mà mình thấy đẹp mình ghi mình quay thôi, chứ còn những cái đồ cao cấp này thì phải dạng thượng lưu đại gia mới chơi nổi, mới mua sắm nổi, chứ còn
như 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 mình đây thì như người dân đây thì có nhìn thôi chứ không bao giờ mua nổi đâu, cứ mấy trăm triệu đổ lên không. Và đây là gian hàng hoa Đỗ Quyên, thì mình hỏi giá là cái chậu nhỏ nhất, nhỏ tiền nhất, bé tèo teo là 300.000, mà cao nhất là 1.800.000, trên 2 triệu đồng. Đó, hình hình lỏng này các bạn, như cái dù á, như cái ô đó, trực lên cái rồi tỏ ra như cái lỏng mà của vua chúa ngày xưa đó. Đó, mình cũng sơ khảo thôi nhưng mà cũng không thấy mấy người mua. Đó, thì mình cũng quay thoáng qua chứ còn mình đứng cả ngày thì cũng không được. Còn đây cái quả gì thì mình cũng không hỏi luôn, nhưng mà nó vừa hoa vừa quả luôn á, đẹp. Rồi thôi, mình cũng tâm tư tâm sự cho nó vui, gọi là một chút sắc xuân ở quê nhà Quảng Ngãi, thì chia sẻ lên đây cho anh chị em trong gia đình, các bạn thân thuộc của mình trên mọi miền của Tổ quốc để được biết về cái tình hình sinh hoạt cuộc sống hàng ngày của người dân ở nơi đây và của gia đình, của bản thân mình. Nên các bạn, rất cảm ơn các bạn và xin chào, hẹn gặp lại ở video clip sau. Chào các bạn.